Tôi chọc cái tóc phêu rồi à. Sao mai nó vẫn chưa mọc? Còn lại mẹ. Đấy là cái tóc. Chứ phải thuận là mà vừa làm nó đòi mọc ra luôn được. Cái gì cũng phải từ từ. Tính đến nay là cũng gần 2 tháng mình cấy tóc rồi. Cụ thể là 1 tháng rưỡi. Mình vẫn đi khám đều đặn và trộm vía tất cả mọi thứ đang đúng tiến độ của nó. Mình cạo đầu tiếp là để cho tới lúc phần hói nó mọc lên đều với cả đầu thôi. Tính từ cái giai đoạn mà tóc cũ rụng cho tới khi tóc mới mọc lên cũng phải tầm khoảng 3 tháng thì là bắt đầu mới nhìn thấy rõ rệt được, hiểu được rằng cái gì cũng có quá trình của nó, nên là mình rất bình tĩnh. Chỉ có cái bà này là cuống lên thế này. Thế chỉ muốn dây tóc của em mau sớm xuất hiện thôi mà. Em yên tâm đi, với cái mức độ chăm sóc tóc của anh thì sớm mọc thôi. Không chỉ phần tóc cấy mà mình phải chăm sóc tiếp cả những phần tóc xung quanh nữa, chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài, từng kẽ tóc luôn. Hôm trước vừa mua chai xịt tóc từ Caring Hair để giúp kích thích mọc tóc cho cả đầu phù hợp với cả cơ địa người Việt nói chung.